Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ngày 17 tháng 8 năm 2021. Ở Việt Nam hôm nay là ngày thứ tư ngày 18 tháng 8 rồi. Thì hôm nay thì muốn dành thời gian để mà chia sẻ những thông tin mới nhất với các bạn để các bạn có thể nắm được nhiều thông tin hơn. Tại vì chúng ta đã dành thời gian hai ngày qua để mà nói nhiều về những cái thông tin tổng quát về thị trường và cách nhìn về thị trường. Hôm nay thì muốn dành thời gian để mà nói về tình hình liên quan tới tin tức. Thì trước hết các bạn thấy được là giá Bitcoin bây giờ là ở mức là 45 000 thì các bạn cũng đã nhớ là giá Bitcoin đó cái đề vài ngày đã lên tới cái mức là khoảng 48.100 đô nhưng mà hầu như giá Bitcoin đã khừng lại ở mức là 48.000 và bây giờ vẫn chưa có qua được và trong vòng 4 ngày qua đó các bạn đã nhìn vào đây là biểu đồ của nến ngày thì 4 ngày qua các bạn thấy được là chúng ta có bốn ngọn nến màu đỏ và bây giờ Bitcoin vẫn là 45.000 thì chúng ta cũng đã biết là giá Bitcoin tăng trưởng rất là mạnh trong vòng 25 ngày như là các bạn nhìn thấy trên màn hình từ ngày 21 tháng 7 mãi cho đến ngày hôm nay thì đương nhiên những ngày nào mà theo dõi thông cap được cũng đã biết là chúng ta lúc nào cũng đang chờ đợi xem coi là khi nào Bitcoin mới điều chỉnh đương nhiên không có gì mà lên mãi được và Bitcoin nó điều chỉnh là chuyện sớm hay là muộn mà thôi cho nên cũng không có gì là quá bất ngờ nhưng mà chúng ta thấy Bitcoin nó khẩn là một chút Nhưng mà đối với thằng Bitcoin mức này vẫn là một mức giống như đi hàng ngang mà thôi Tại vì 45 000 Sau khi mà chúng ta đi liên tục từ cái thời điểm là ngày 21 tháng 7 cho tới bây giờ Đã là thời điểm là 26 ngày rồi Và đi từ cái mức là khoảng chừng 29.700 lên tới 45 000 Thì để chúng ta nhìn vào tình hình ngày hôm nay đó Thì tuy là chúng ta thấy giá cả có cái sự điều chỉnh 4 ngày qua Nhưng mà ở cái mức giá hiện tại một trong những người vẫn rất là tự tin về giá cả của Bitcoin đó chính là Plan B Plan B chính là một trong những người rất nổi tiếng với cái mô hình stock to flow mà chúng nói tới rất là nhiều thì Plan B vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm của mình đó chính là chúng ta vẫn chưa kết thúc cái mùa tăng trưởng này và Bitcoin chuẩn bị có cái đợt tăng trưởng thứ nhì trong mùa tăng trưởng này lần này sẽ đẩy Bitcoin lên tới 100.000 đô dựa theo mô hình stock to flow và các bạn cũng đã biết là cái Danh tiếng của Plan B đó là gắn liền với mô hình Stock to Flow này, một chiếc mô hình mà đã hoạt động nhiều năm. Thì nếu như mà mô hình này đó trong thời gian một năm mà chúng ta không thấy Bitcoin thật sự là lên từ 100.000 thì thường nghĩ là sẽ có nhiều người sẽ mất lòng tin với cái mô hình này. Một chiếc mô hình mà rất nhiều người có sự tin tưởng. Một chiếc mô hình mà chúng ta đã nói tới trong vòng 2 năm qua từ năm 2019. Thì Plan B... À, nhìn một cách đơn giản đó là cái đường màu trắng này đó chính là cái mô hình stock to flow thì plan B nói là chỉ khi nào cái mô hình này cho chúng ta thấy được là có những cái dấu chấm màu đỏ như là các bạn thấy năm 2017 hay là năm 2013 đó đó chính là cái lúc mà à, giá cả đã đạt tới cái đỉnh hôm nay chúng ta chỉ thấy được là bị không tiếp tục cho chúng ta thêm một cái vòng tròn màu cam nữa thôi thì các bạn thấy được là chúng ta vẫn tiếp tục có cái sự tăng trưởng kế tiếp dựa theo mô hình này và vẫn tiếp tục giữ quan điểm là giá sẽ lên tới 100 000 đô thì các bạn có tin hay không thì các bạn hãy comment ở bên dưới các bạn nghĩ đây chúng ta đã kết thúc mùa tăng trưởng rồi lần này tăng lên chỉ tăng lên tới đây mà thôi và chúng ta sẽ bắt đầu có cái sự đi xuống giá hay là các bạn tin đây chính là cái niềm hy vọng đợt tăng trưởng thứ nhì cái mùa tăng trưởng này các bạn hãy comment bên dưới thì một số người mà có cùng quan điểm với lại Plan B đó chính là Mike McClone thì có thấy nhiều bạn cũng đã từng nghe nói tới tên Mike McClone Mike McClone đó là một trong những người phân tích đứng đầu của Bloomberg. Bloomberg là một công ty tài chính rất là lớn. Thì Mike McLown là người mà đứng đầu về cái việc là phân tích những cái commodities như là những cái tài sản như là vàng, Bitcoin vân vân. Thì Mike McLown vẫn tiếp tục giữ cái quan điểm đó, các bạn cũng đã thấy là những cái phân tích của Bloomberg đó đều tiếp tục giữ quan điểm là giá Bitcoin đó sẽ tiếp tục giữ cái mức 40.000 à, là cái mức coi như là hỗ trợ và từ đó giá Bitcoin sẽ đi lên và đi lên và sẽ đạt được 100.000 đô. Và đối với lại uh, Ethereum đó thì uh, các bạn có thể nhớ là thường chia sẻ cái tay không bao lâu uh, về cái thống kê uh, mới nhất uh, thường nhớ là đó là cuối tháng 6 đó thì lúc đó Bloomberg À, vẫn nghĩ là giá Bitcoin lên tới 100 ngàn và Ethereum sẽ lên tới 4 ngàn. Bây giờ các bạn thấy được Ethereum đã là 3 ngàn rồi, qua 3 ngàn rồi. Thì Mike McClone tiếp tục giữ quan điểm đó và tiếp tục giữ quan điểm là chúng ta có thể thấy nhiều cái động tĩnh liên quan tới pháp lý của Hoa Kỳ nhưng mà Mike McClone nghĩ là những điều này đó không những là không có trở ngại về cái việc phát triển của Bitcoin mà còn giúp đỡ rất nhiều đối với cái phát triển của bitcoin sau này và những gì dẫn đến bitcoin tăng giá đó không phải là những chuyện có thể giải quyết được sớm muộn một sớm một chiều mà đây là cái sự tích lũy nhiều năm liên quan đến cái việc in tiền uh, liên tục liên quan đến uh, những cái chính sách liên quan tới tiền tệ liên quan tới nền phát triển kinh tế liên quan đến cái số lượng nợ của những cái quốc gia vân vân rất nhiều những yếu tố đó dẫn đến giá cả bitcoin tăng trưởng chứ không phải là một số một chiều cho nên Mike macron tiếp tục giữ cái quan điểm là giá bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô và cái uh, bài phân tích gần đây nhất của Bloomberg đó, mà thường đã chia sẻ thường không nhớ là cái uh, video nào để thường thử tìm kiếm ở trên channel này coi đó là bài phân tích các bạn thấy trên màn hình đó uh, là hai tháng trước, thì hai tháng trước trong cái thời điểm mà các bạn thấy được là mọi người đều rất là lo sợ Lúc đó là các bạn thấy là giá Bitcoin cứ rơi và rơi và rơi và rơi từ từ đi xuống xu hướng là 30.000 Ai không nghĩ là Bitcoin à, sẽ xuống tới 20.000 đô, 15.000 đô Lúc đó Bloomberg vẫn tiếp tục giữ vẫn lòng tin của mình là giá Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô Và Ethereum sẽ lên tới 4.000 đô Thì chúng ta nhìn lại cái thuyết này ra của Mike McClone Đây là cái thuyết ngày 25 tháng 5 Ngày 25 tháng 5 đó chính là cái lúc mà giá cả đi xuống mạnh ngày 19 tháng 5 đó lúc đó giá xuống còn 30 ngàn Thì lúc đó Mike McClone vẫn giữ cái suy nghĩ của mình là giá sẽ lên 100 ngàn đô Thì đây là những gì mà thường muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến uh, Bloomberg Đồng ý nghĩ với là Plan B mặc dù là hai người có hai cách nhìn khác nhau về giá cả Nhưng mà điều có một cái kết luận chung là giá Bitcoin sẽ tiếp tục tiến tới và tiến tới 100 ngàn đô thì uh, Kế tiếp tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một trong những cái thông tin khác nữa liên quan đến một trong những cái chỉ số mới mà đột ngột nhiều người nói đến đó chính là Hash Ribbon Indicator mà nhiều người nói là sau khi mà có cái dấu hiệu mua đến từ cái chỉ số Hash Ribbon này thì chúng ta có thể thấy Bitcoin tăng 250% thì các bạn có tính đi ở mức giá là 45.000 mà nếu Bitcoin tăng 250% sẽ là khoảng 112.500 đô Chúng ta sẽ nói thêm về Hash Ribbon Indicator này và thông còn nhiều thông tin khác tôi muốn chia sẻ với các bạn à, như là chúng ta sẽ nói tới à, tập đoàn ngân hàng Lloyds của London của Vương quốc Anh chúng ta cũng sẽ nói tới thông tin liên quan tới Mike Novarax và Bitcoin ETF chúng ta cũng sẽ nói tới công ty Intel, chúng ta cũng sẽ nói tới Fidelity à, một trong những công ty đầu tư lớn của Hoa Kỳ chúng ta cũng sẽ nói tới rất nhiều thông tin liên quan đến pháp lý của Hoa Kỳ nhất là liên quan tới động tĩnh của những cái nghị sĩ như là nghị sĩ Clint uh, Thompson và Patrick McHenry và nghị sĩ Tom Emmer, Darren Soto, vân vân Chúng ta cũng sẽ nói tới một trong những cái chủ tịch chi nhánh Minneapolis của Fed, đó chính là Kaskari. Thì Kaskari đã có những cái suy nghĩ như thế nào liên quan tới thị trường thì cực số, cũng như ta cũng sẽ nói tới một số những cái chỉ số on-chain quen thuộc mà chúng ta thường hay nói tới và chúng ta cũng sẽ nói tới uh, Michael Berry Michael Berry đó là cái uh, người mà trong cái bộ phim The Big Short đó các bạn cũng đã biết nhiều cái tin đồn nói là Michael Berry uh, short Bitcoin và bị thua cháy túi thì có thật hay là không chúng ta cũng sẽ nói tới uh, và chúng ta cũng sẽ nói tới uh, DOS và một số những thông tin khác liên quan nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển Và một muốn dành một phút để mà nói về cái nhà tài trợ video ngày hôm nay Đó chính là một cái ứng dụng DeFi có tên là Definex Thì đây là một cái ứng dụng DeFi mà các bạn khi mà đi vào trang web này cũng thấy được là nó có những chức năng Tương tự như là các bạn đã từng sử dụng những dụng DeFi khác Như là các bạn thấy các bạn có thể tham gia vào để mà swap token Các bạn có thể cung cấp tính thanh thoảng Các bạn có thể tham gia vào yield farming và yield fund mình thì đương nhiên là tùy theo các bạn chọn cặp nào để cung cấp tính thanh khoản thì cái lợi nhuận nó sẽ khác nhau. Đây là một cái ứng dụng DeFi mà cho các bạn có một cái chức năng cho như mà nào mà đã dành về DeFi mà tìm kiếm những chức năng tốt hơn như là các bạn có thể tạo một cái quỹ và quản lý cái quỹ DeFi của các bạn. Đây là một cái nền tảng các bạn có thể kết nối với những cái mạng lưới như là Binance Smart Chain. Thì hiện bây giờ đó ở trên ứng dụng DeFi này đã có khoảng chừng là gần như là 41 triệu đô la được lock lại. Tháng 7 mới đây đó là có 400.000 giao dịch và thì bây giờ có khoảng 7.000 người dùng đội mà đứng sau lưng đó đó chính là một đội ở Thái Lan với cái co-founder là có hai người đó chính là Vachara Emavat đây là một những người mà cũng đứng đầu là chủ tịch của Thái Lan Tech Startup Association và cái người còn lại đó chính là Natavut Pancharampong cũng là CEO của công ty OKB thì đây là một cái dùng DeFi các bạn cần nên tìm hiểu kỹ trước khi mà tham gia và đương nhiên tham gia vào DeFi đó các bạn cũng đã biết là có lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng cao nhưng mà nào mà con thú muốn tìm hiểu thêm thì hãy bấm vào cái link bên dưới để có thể tìm hiểu thêm thông tin để có thể tự ra quyết định cho bản thân mình. Thì có thể là các bạn nhìn thấy một số những bài viết bây giờ đó có một cái chỉ số một tín hiệu gọi là hash như là các bạn nhìn thấy đây là một cái bài phân tích ở trên trading view cho thấy được là cái tín hiệu hash này đó là cái tín hiệu mua và trong lịch sử của Bitcoin chúng ta không có nhiều tín hiệu mua nhưng mà mỗi lần mà có tín hiệu mua thì chúng ta thấy được là có cái sự tăng giá À, rất là mạnh, có thể uh, tính là thấp nhất có thể là khoảng 250% Nhưng mà trước đó chúng ta cũng có thể có những cái sự giảm giá Thì để hiểu rõ hơn, tôi thấy là nhiều cái bài viết thì đề cập đến hash ribbon Nhưng mà lại không có chỉ rõ là họ muốn nói gì Thì các bạn thấy được là hash ribbon nói một cách đơn giản Đó chính là cái cách tính liên quan đến cái hash rate, như là tốc độ đào của Bitcoin Chúng ta tính cái đường trung bình à, Giống như là cho mà biết này nói là chúng ta có thể tính cái đường trung bình À, simple có nghĩa là đường trung bình căn bản giữa một tháng và hai tháng xem coi là cái đường trung bình tốc độ đào đó nó có chéo qua hay là không thì đây là một những cách mà chúng ta có thể thấy được là khi nào những cái thợ đào đó tăng tốc độ đào lên có nghĩa là họ có lòng tin vào trong thị trường này cũng như ngược lại thì họ không có lòng tin thì hashibin bình sẽ có cái xu hướng là đi xuống thì ngược lại khi mà cái tốc độ đào ngắn hạn chéo qua tốc độ đào dài hạn đó một tháng chéo qua hai tháng giống như là trong cái uh, ví dụ này thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được là thợ đào đang có lòng tin và tốc độ đào đang hồi phục trở lại thì khi mà điều đó xảy ra đó thì nếu như mà các bạn mua đây là tính theo lịch sử bài viết này cũng đã có từ năm 2019 rồi thì dựa theo tài liệu lịch sử đó thì các bạn nhìn thấy um, cái uh, tài liệu này thì đây là những cái tháng và những cái năm trên lịch sử cũng như là các bạn thấy được là nếu như mà mua Bitcoin thời điểm đó đó Thì cái cột đầu tiên này đó Max Drawdown có nghĩa là các bạn sẽ thấy là giá cả đi xuống bao nhiêu phần trăm trước khi mà có sự tăng trưởng và sự tăng trưởng các bạn thấy được là thấp nhất là tháng 1 năm 2019 là lên tới 285% nếu như mà mua ở cái thời điểm mà có dấu hiệu mua tính theo cái chỉ số hash ribbon này nhưng mà có một cái thời điểm đó chính là tháng 1 năm 2015 nếu các bạn mua đó thì chưa gì hết các bạn đã bị xuống 42% trước khi mà có cái sự tăng trưởng trở lại thì bài viết này nói là cái hash ribbon này đó thì thường là không nên tính riêng mà tính chung với lại những cái dấu hiệu khác giống như là có thể dùng bitcoin đến ngày 10 chéo qua 20 SMA thì nếu như vậy đó thì chỉ tính khi nào mà mua nếu như mà cả hai H hash ribbon chéo và cái 10 chéo qua 20 SMA thì cái cái uh, cơ hội nó sẽ tốt hơn, giống như là cái phần trăm đi xuống nó sẽ giảm xuống. Thì đây là cách hiểu đơn giản, đó là một cái tính uh, khi mà cái đường trung bình tốc độ đào ngắn hạn chéo qua dài hạn thì đây là tín hiệu mua và tín hiệu đó đã có thời gian gần đây cho nên gần đây các bạn thấy được là có một số những bài báo nói về hash ribbon và mỗi lần điều đó xảy ra thì giá Bitcoin có thể tăng 205% thậm chí là hơn con số đó có nghĩa là trong thời gian tới đây đó tính theo hash ribbon thì bitcoin sẽ qua 100.000 đô thì thường nghĩ sao về thông tin hash ribbon này thường nghĩ là đây chỉ là một cái chỉ số mà thôi chúng ta cần phải uh, dùng chung với nhiều cái thông tin khác thường nên thì cảm thấy được là lúc nào thì mọi người cũng đi tìm kiếm một cái chỉ số gì đó để có thể là ủng hộ cái tư tưởng đầu tư của họ giống như là các bạn uh, đang có cái tư tưởng là bịch không sẽ xuống thì các bạn sẽ có những cái uh, xu hướng là đi tìm kiếm những cái chỉ số nó có thể hỗ trợ được cái lý thuyết của các bạn nghĩ tại sao bitcoin sẽ xuống và ngược lại các bạn nghĩ bitcoin sẽ lên thì các bạn sẽ thường tìm thấy những cái dấu hiệu để chứng minh được là cái lập luận của các bạn là đúng giống như là các bạn thấy được là trước đó khi mà giá cây đi xuống đó, thì nhiều người đi tìm kiếm những cái hiện tượng như là hiện tượng Death cross và nói là đã có xảy ra thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy được giá Bitcoin sẽ tiếp tục đi xuống mạnh nhưng mà điều đó đã không xảy ra và bây giờ chúng ta lại sắp sửa có golden cross thì cũng sẽ có nhiều người tin tưởng là giá Bitcoin sẽ tăng thì sẽ nói đó là cái dấu hiệu cho thấy được giá cả tăng trưởng mạnh và các bạn cũng nên nhớ là trong cái thời điểm mà nhiều người chán nản đó cách đây hai tháng có thể là nhiều bạn bây giờ cảm thấy là bullish trở lại, cảm thấy được thị trường lạc quan hơn nhưng mà chỉ trở về 30 ngày trước đây thôi hay là hai tháng trước đây thì tình hình hoàn toàn khác thị trường nó khá là ảm đạm và có nhiều người có suy nghĩ nó rất là xấu về giá cả nhưng mà bây giờ đã khác thì lúc đó các bạn cũng đã biết là một trong những cái mô hình mà nhiều người tin tưởng đó chính là White Curve và đặc biệt là White Curve Accumulation thì tôi cũng đã chia sẻ sơ sơ về mô hình White Curve nhưng mà cuối cùng các bạn thấy được là bây giờ thì hầu như là không còn ai trên Twitter nói về White Curve nữa mà bây giờ nhiều người lại nói về Hash Ribbon cho nên đối với Thuận nên thì Thuận lại thích những cái tài liệu nó đơn giản hơn và nó căn bản hơn như là tin tức liên quan đến à, những cái công ty tham gia vào thị trường này tin tức liên quan tới pháp lý à, tin tức liên quan đến là chúng ta nhìn cái thông tin này nhưng mà các bạn cũng phải nghĩ đến là thông tin này là nền tảng cho cái sự tăng trưởng sau này vân vân hay là chúng ta nhìn vào những cái tài liệu căn bản như là Bitcoin khôi nạp vào và rút ra đó là những cái điều mà thường thích nhìn hơn là chúng ta nhìn vào những chỉ số này nhưng mà hash ribbon của nó một trong những cái uh, dấu hiệu mình thường đã chia sẻ với các bạn trước đây thì đây là thường muốn giải thích cho các bạn hiểu được là mỗi lần các bạn đọc những cái thông tin gần đây liên quan tới hash Ribbon thì họ muốn nói gì đó chính là một trong những cách nhìn về tốc độ đào thời gian ngắn hạn chéo qua dài hạn và chúng ta đang nói tới tốc độ của chúng mình